Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG eSports. Phải nữa thì sẽ gặp hai player về team Maugi và vị trí của YS cũng như là Curse. Bây giờ thì là bắn đến từ vị trí của Đức Mỹ, bắn tốt, YS nằm xuống, Z cũng phải nằm xuống. Và bây giờ thì đang là lợi thế dành cho Game Home Esports khi mà các thành viên phía team Maugi mất tới hai người. Gà 76 có cho mình cái mạng của PK, gà 76 đang cố đẩy lên và Đức Mỹ nằm xuống. Top thứ 16 dành cho Game Home. Quá nhiều mạng người phải nằm xuống khi đây là một vòng bo với địa hình vô cùng khắc nghiệt đối với các team ở bên khu vực đảo lớn. Bì Black cũng hạ gục đi Sao Paulo rồi. Có vẻ như đội bên phía của DxG mình đang gặp rất nhiều những vấn đề. Họ mất đi hai nọng súng chủ lực rồi. Bây giờ chỉ còn Fergus những Long Ca thôi. Không thoát được Ivy knock out đi vị trí của Fergus và giờ thì chỉ còn duy nhất cái tên Long Ca. Và đó là mạng dành cho Bet 1301 top thứ 15 dành cho DxG Gaming ở trong round thi đấu này. Và có những tình huống di chuyển nó ổn định và hợp lý hơn. Và Tony có cho mình tình huống knock out đi được vị trí của chính. Nhưng ở đây đang là anh Quân đang muốn câu cá, nhưng anh Quân lại chính là người nhảy xuống bờ biển để làm những con cá cho Levit ăn thịt. Ôi, cá vàng như thế này thì chắc chắn là bơi trong chảo rán rồi. Ngoi lên lặn xuống thì anh Quân chắc chắn là sẽ chết nhăn răng mà thôi. Vị trí của Levit khó về cho mình cái mạng của anh Quân. Quá tự tin tới cái tên Hải Saki. Còn đây là Rafa, một tiếng bắn tốt với cầu Beryl. Toby bị confirm rồi nhưng đây là một góc quá lộ dành cho Rafa. Và liệu có thể thoát được hay không đây? Bắn lỗi rồi, AMD bắn lỗi và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Và bây giờ thì Rafa được đà dâng lên và DIC họ clear hoàn toàn các thành viên của team Diva Esports ở vị trí thứ 12. Love You 3000 đang quá khổ trong trận thi đấu này. Lần knock out thứ 3 và thứ 4 gì đó rồi. TND có cho mình cái mạng của Trung Dũng. Nhưng ở đây thì TDZ đã bị công vào và TDZ gây vỡ vụn trong ở vị trí thứ 8. Liệu có một pha ninja nào đó hay không? Nhưng khoan đã, chúng ta cần đến với pha combat này trước. Đức Yêu headshot đến được vị trí của DK rồi. Một sự tự tin khi mà bắn Beru X3 luôn. Nhưng giờ thì Tam Thất có vẻ như muốn lùi về khi mà cái diện tích đang đứng của thành viên Game X đã bị ao bò và họ không muốn combat với cả thành viên X Stadium Thủ Đức ở khu vực ngoài bo như thế này. Và bây giờ thì LMD đã được cứu lên. Cũng đang là những tình huống quét bò và di chuyển bộ đến cánh cung. Nhưng khoan đã nha, Zebrus đang muốn ép lên vị trí của team X Stadium Thủ Đức. Trần Dũng nằm xuống rồi, Hải Saki đổi mạng của Marcus và đó là một tình huống KSQ tới từ Trung Dũng. Nhưng ngay lập tức Hải Saki cũng hạ gục đi được vị trí của Delwin và X Stadium là cái tên phải dừng lại top thứ 5. 20 đến 30 giây nhá vào quẩy liên tục nhưng mà Glory vẫn ngồi rất là lầy lội và trì trạc. Với việc là có 9 player thì kiểu gì Zebrus họ biết là cũng có một người lẻ. Và bây giờ ui, vừa nãy thì Zigu đã có những tình huống nhá ở khu vực nhà vệ sinh này Bet Game Sen rất lâu rồi, nhưng không hiểu bằng một cái phép thần thông nào đó thì Zigu đã biết được cái vị trí của Chloris. Giặt vào quy một cái để nhá sang khu vực góc trái, bắn thẳng vào mồm Glory và anh nghĩ là Glory là người kê trước nhưng mà Glory bị giật mình trong pha thi đấu đó. Không rồi. Nghĩ là Zigu đặt tầm tốt đến như vậy. Ừ, tuy nhiên thì vừa rồi Hải Saki là người ở đằng sau cover bắn quá tốt thì Zigu cũng nằm số 7 Trung Dũng rồi. Điều combat này sẽ như thế nào đây? Bắt đầu rút khẩu Beryl ra tới được chứ Hải Saki. Su Bang đang đóng góp một vai trò cũng khá quan trọng đây. NMD và Zigu đều đã bị confirm, thiếu được đưa trở về là 3v3. Tiếp tục là những tình huống đấu súng tới được chứ Brazil. Ui, cái quái gì vậy, bắn xuyên smoke Đức Tiếu trước đó cũng đã bị headshot. Đổi được một mạng tới được Trung Dũng, chỉ còn lại khoảng tầm 36 HP mà thôi. Và đó là một tình huống tiếp tục là một mạng nữa dành cho Hải Saki.